Nếu anh chị đang quan tâm về dòng máy chế biến thực phẩm hoặc các loại tủ đông, tủ mát bảo quản và trưng bày thì ở cuối video sẽ có nhiều loại cho quý anh chị lựa chọn. Và dòng máy ngày hôm nay em muốn giới thiệu thì nó đây. Và cần được tư vấn, xin liên hệ với số điện thoại Zalo trên màn hình hoặc đặt hàng tại website dienmaytanbinh.com. Và để hưởng ưu đãi về giá và quà tặng hấp dẫn, quý anh chị cũng có thể để lại số điện thoại bên dưới bình luận, sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn lại cho anh chị. Dòng sản phẩm tủ đông mềm dành cho thịt, loại tủ có móc treo thích hợp cho việc trưng bày thịt bò, dê, gà, thịt được bảo quản ở ngưỡng nhiệt độ đông mềm giúp luôn tươi ngon trong vài ngày, chất lượng thịt không bị suy giảm. Tủ có 4 mặt kính, 2 cửa lùa phía sau, thuận tiện cho việc trưng bày. Đây là dòng sản phẩm được đặt hàng theo yêu cầu, nên nếu quý anh chị quan tâm xin cho biết kích thước để bên em làm báo giá. Với ngưỡng nhiệt độ và độ ẩm thích hợp thì trưng bày thịt bò với dòng tủ đông mềm này, thịt sẽ không bị thâm đen và giữ màu sắc tươi lâu. Thân bò được làm bằng inox 304 không gỉ. Máy nén nhập khẩu từ châu Âu, bền bỉ và tiết kiệm điện năng. Điều đặc biệt là dòng tủ này không bị tưa mồ hôi ra ngoài trên kính khi chạy lạnh. Kính được cấu tạo cách nhiệt và có điện chờ đốt nóng giúp luôn trong suốt khi chạy nhiệt độ âm. Các bạn tham khảo giá bán để dưới phần bình luận nhé. Đừng quên đăng ký kênh để xem những video mới nhất. Để lại số điện thoại khi cần tư vấn hoặc gọi số Zalo trên màn hình. Truy cập website dienmaytanbinh.com để tham khảo giá bán nhiều dòng máy tương tự. Có chính sách giảm giá khi đặt hàng online tại website. Công ty Điện máy Tân Bình chuyên cung cấp các loại máy thực phẩm như tủ mát trưng bày thịt, tủ mát trái cây, hoa tươi, tủ mát trưng bày bánh kem, tủ đông siêu thị trưng bày hàng đông lạnh, máy pha cà phê, máy làm đá cây, đá viên, đá bi, máy lạnh công nghiệp, kho lạnh. Với hơn 12 năm kinh nghiệm trong ngành điện lạnh công nghiệp, là đối tác lắp đặt và bảo trì nhiều chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch và siêu thị trên toàn quốc, Công ty Điện máy Tân Bình sẽ mang lại cho bạn những sản phẩm tốt với giá thành phù hợp nhất. Cảm ơn đã xem video và mong được chia sẻ video cho